ô đi. À, đấy, nào, cầm đấy. Đấy, cầm lấy ô. Đấy. Gái, nó có ngon chưa này? Em ơi, đây cầm đấy. Đấy. Ngon quá. Ngon chưa? Trắng vắng quá không? Đúng rồi. Cô đứng đây chờ mẹ nhá, mẹ đi hái táo nhá. Chờ mẹ nhá, mẹ hái táo đi bán nhá. Nhá. Hái táo đi bán để kiếm mua sữa con nhá. Đây mẹ hái táo nhá. Táo to chưa? Táo ngon quá. Con đứng ngoan đây chờ mẹ nhá. Ngồi chờ mẹ nhé. Mẹ hai táo đây. Anh ngoan thế.
đợi mẹ có lâu không con? Đợi mẹ lâu không? Hả? Ôi. Để ra đây cho mẹ cho con sữa nhá. Không con. Nhá, uống xong mình đi về nhá. Ủa, thương mẹ. Thương mẹ quá. Ôi. Nóng không con? Thương quá nhỉ. Đấy, thương mẹ đấy. Nó ngoan quá, nó ngồi nó ngoan lắm. Nó chơi mình, nó chờ mẹ đi hái táo đấy, đi chợ bán đấy. Nhỉ.
xanh. Thank you.
đi với đây mẹ nào. Đưa đây mẹ nè. Đứng đấy. Nào tránh mẹ để cho mẹ đặt nhé. Nào con. Con đi ra đi để cho mẹ làm nhé. Nha. Ngoan quá, con đi ra. Đúng rồi. Được thế thì ai mà làm được con? Con đi ra, đi ra cái chuyện đấy.
thì chưa con ăn nhé. Mùi đang ổ đẹp thế. Ô, mày lau cái bàn, xong rồi cho con ăn chuối. Nhá, lấy chuối con ăn. Đẹp thế. Đẹp thế. Thấy chưa? Mẹ ăn xong chưa? Dạ, dạ. Dạ. Mẹ ơi á. Cái này mẹ bế cái. Mẹ bế. Mẹ bế con cái. Sao? Mẹ bế làm bế gì nhé. À. Alo, tôi là chuối đây, thì bún đâu rồi? Alo, alo, bún đâu nhỉ? Bún đâu? Bún alo mày xem nào. Alo, 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 à chuối nhé. Bao đi, có bao ở đâu rồi? Đây này. Bao rồi. Ông, chết con. Dạ. Của mẹ đây. Alo. 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 Của mẹ. Đâu rồi. Gì vậy? Vậy nè, anh giống chú. À chú. Anh thấy hết củi, anh mang cho hai mẹ con lấy củi. Dạ, thế anh bê vào kia để xem. Để thôi nha. Được chưa? Cho cái ghế tích được chuyện ạ. Anh đi coi đi. Để em đi làm nước ạ. Chí chí chí. Chí chí chí. Ôi cao chứ. Ôi. Ra chơi cùng chân đi. Bập bênh đi quay, à, con đi quay cho bố nào. Nào, nó đi quay nào. Bíp bíp nha. Thank you.
Vừa ngắm bếp nhá. Anh Lu. Thế để mẹ đi vào lấy. Thế để mẹ bê con đi vào lấy. Con hát gì ấy? Con đang hát cái gì đấy? Bà ơi bà chứ. Sao con bỏ tay ra để cho mẹ làm à? Mới xin thịt nhé. Mẹ là con lấy vào tay mẹ thì mẹ xin thịt đi. Chào con. Con đưa ra đây cho mẹ làm con. Cha. Ai cha. Chà chà. Chà chà. Đừng muốn làm nữa. Đứng bên này. Nào con đứng dậy cái đây, con đứng dậy cái đây. Nào đứng dậy cái đây bố nè. Ấy nhá. Bố chiên thịt à? Bố chiên thịt nướng à? Ấy nhá. Con. Ấy nhá. Chiên thịt nướng à? Có ngày thế ôm bố cái nào, ôm bố cái thì bố lấy nè, thế ôm bố cái thì bố
chín rồi. Con làm gì không? Đây con về để ăn đi. Đây đây, về đây. Về đây lấy thịt nướng cho con ăn đi. Con lên về đây ăn nào. Gái ơi đi đâu với con đây. Gái ơi đi về đây mẹ bế con cho con ăn bánh nào. Úi bố ăn bánh này. Gái ơi đấy, đây cầm cho bố, bế cho bố này. Nào 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 nào. Mẹ bế con. À đây đây mẹ lấy bánh, lấy bánh, lấy bánh. Ừ sao mẹ lấy. Gái hoan gì hả gái ơi? Ngon. Anh ăn no rồi. Em ăn no chưa? Cho anh ăn đủ. Anh để con nhé. Bố bế con à. Con ngồi đây đi. Mẹ lấy chuối ăn nha. Ừ.
kẹo, ăn kẹo, ăn kẹo. Kẹo nhá. Con đi kẹo con, đây. Con đi. Anh ơi quả chuối nhá, em đi chuối. À, con, không, chút vào chút. Đây là quả chuối đây con này. Đây găng chuối. Đây, con ăn nhá, đây, ăn con. Đây, mẹ lấy cho con nhá. Con ăn đi. À đây, con đây. Đây, con chuối. Em ạ. Ngon quá, con ăn đi con. Con ăn đi. Con đi. Con ăn đi, con lắm. Mẹ lấy. Đây. Anh thử cái kẹo đi, hôm nay em vừa mua đấy. Kẹo con. Đây, bóc mẹ đây, con cảm thấy cái bú bóc mà. Bú bóc cho con nhé. Anh ăn thêm đi. Mẹ bóc cho con đấy. Mẹ ạ là. Xin. Tay con đây. Ơi. Bác mắt. Bác. Thôi muộn rồi. Con ra mẹ bế rồi bố đi về nó còn muộn rồi nhá. Con mẹ bế đây. Con mẹ bế con. Con bế con nhá. Nào, mẹ bế con để cho bố đi về nào. Sao con, mẹ bế con mẹ mà. Mẹ bế bố đi về nào. Cho mẹ bế bố đi về nhá. Muộn rồi, bố đi về đây. Cho con ra mẹ bế nhà bố về đây. Đấy. Con chào bố đi. Bố về nhá. Bố đi về đây. Nhá. Con chào bố đi. Con này nữa nhá. Bố về kìa. Thank you.